thất bại lần thứ 11 ở mùa giải này khi phải thi đấu xa nhà đã đến với Southampton, khi ở vòng đấu vừa qua đoàn quân của huấn luyện viên Hasen Hutt không thể nào vượt qua kiếp nạn trên sân Anfield, khi để thua trước Liverpool với tỷ số 0-2. Dẫu cho đã thi đấu một cách sòng phẳng so với đội bóng áo đỏ vùng Merseyside, nhưng số lần cơ hội mà những vị thánh tạo ra trước cầu môn của Liverpool là không nhiều. Ngoài pha đánh đầu cận thành của Nathan Redmond và cú dứt điểm từ rìa vòng cấm của Ibrahima Diallo, tất nhiên những tình huống này đều không được đánh bại được thủ thành tài năng như Alisson. Trận thua này đã khiến cho Southampton rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 37 điểm. Tuy nhiên họ sẽ không còn gặp bất cứ rào cản nào về mặt tâm lý trong giai đoạn còn lại của mùa giải, khi đã chính thức nắm chắc chiếc vé trụ hạng thành công trong tay, bởi trong cùng vòng đấu vừa qua, Fulham cũng đã gục ngã trước Burnley và đội bóng này đang kém Southampton đến 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc. Đến với trận đấu bù cho vòng 32, Southampton sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Crystal Palace đến làm khách. Dẫu cho trận đấu lần này chỉ mang tính chất thủ tục, nhưng không phải vì vậy mà đội bóng của huấn luyện viên Hasen Hutt sẽ thi đấu buông thả, bởi chính cái tên Crystal Palace đã khiến cho họ phải nhận lấy thất bại ngay trong trận đấu mở màn mùa giải, và đây sẽ là lúc những vị thánh đòi lại món nợ đó. Tuy nhiên, không phải cứ muốn là họ sẽ có thể làm được điều đó một cách dễ dàng, khi mà ở thời điểm này thầy trò huấn luyện viên Hasen Hutt đang có thành tích thi đấu rất tệ. Cụ thể trong 5 trận đấu gần nhất, Southampton vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ mới có đúng duy nhất một trận hòa, còn lại để thua đến 4 trận. Đó là chưa nói đến việc St. Mary's đã không còn là nơi mà các vị thánh có thể dùng phép màu ban phúc như ở giai đoạn đầu của mùa giải, khi trong 6 trận được chơi trên sân nhà gần nhất thì họ chỉ mới có đúng duy nhất một chiến thắng, còn lại 2 trận hòa và để thua đến 4 trận. Song đó, với tinh thần đang rất thoải mái khi không còn chịu sức ép cho việc trụ hạng, thì người hâm mộ của Southampton hoàn toàn có thể trông chờ một trận đấu đầy cống hiến từ đội bóng con cưng của mình. Mặt khác, Crystal Palace vừa có được chiến thắng với tỷ số 2-0 trong lần phải thi đấu xa nhà ở vòng đấu vừa qua, khi đối thủ của họ chỉ là cái tên Sheffield United, một đội bóng chẳng còn chút động lực nào để thi đấu, khi đã chính thức có mặt tại giải hạng nhất vào mùa sau từ những vòng đấu trước đó. Vì vậy, nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson chỉ có được kết quả hòa hoặc để thua trước đội bóng chủ sân Bramall thì đó mới chính là điều bất ngờ. Còn với chiến thắng vừa có được thì có lẽ đã nằm trong dự đoán của giới mộ điệu. Với chiến thắng này thì Crystal Palace vẫn đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 41 điểm. Mặc dù đang thi đấu ít hơn phần lớn các đội bóng đang xếp trên một trận, nhưng lúc này những chú đại bảng xanh cũng chẳng còn bất kỳ mục tiêu nào để phấn đấu. Và có chăng, sẽ là việc cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng của mình mà thôi. Bởi kể từ khi trở lại giải đấu hàng đầu Vương quốc Anh mùa giải 2013-2014 cho đến nay, thì chưa có bất kỳ mùa giải nào Crystal Palace đứng cao hơn vị trí thứ 10 khi mùa giải kết thúc. Trở lại với chuyến hành quân lần này, có thể ở thời điểm hiện tại, Crystal Palace đang có phong độ khá bết bát, nhưng nếu nhìn xa hơn thì đội bóng của huấn luyện viên Roy Hodgson cũng đang chơi cực kỳ ổn định với 3 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 4 trận sau 10 vòng đấu gần nhất. Trong số cả 4 trận thua đó, không phải do họ đã chơi quá tệ, mà do chính sự chênh lệch về những cá nhân cũng như đẳng cấp trong đội hình. Cụ thể 4 cái tên vừa khiến cho Crystal Palace phải nhận lấy thất bại là những Tottenham, Chelsea, Leicester City và đội bóng sắp lên ngôi ở mùa giải này Man City. Vì vậy, những trận thua trước những ông lớn chẳng có việc gì khiến cho người hâm mộ của đại bàn xanh phải xấu hổ, và thậm chí họ còn phải tự hào mới đúng khi có 2 trận hòa trước các đội bóng khó chịu không kém như Man United và Everton. Qua đó, nếu đem những đối thủ của cả 2 đội bóng chạm mặt gần đây lên bàn cân để so đo đong đếm, thì có lẽ đội bóng của huấn luyện viên Roy Hodgson sẽ nhỉnh hơn phần nào. Và cơ sở để đặt niềm tin vào một Crystal Palace hoàn toàn có, khi trong 3 lần gần nhất đến làm khách tại St. Mary, thì họ đều bất bại ra về với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Southampton với Crystal Palace, tỷ lệ nổ tài của Southampton đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 40%, có 70% kết quả về lẻ. Southampton ghi được 13 bàn, để thủng lưới 18 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,3 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Crystal Palace đạt 40%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 50% kết quả về lẻ. Crystal Palace ghi được 9 bàn, để thủng lưới 14 bàn, trung bình mỗi trận ghi 0,9 bàn. Dự đoán kết quả Southampton với Crystal Palace. Tự chung lại những thông số kể trên, có thể nói trận đấu này sẽ là trận đấu danh dự mà cả hai đội bóng sẽ không gặp quá nhiều rào cản về mặt tâm lý. Vì vậy dự báo đây sẽ là trận đấu cuồng nhiệt và phần thắng sẽ có tỷ lệ nghiêng về Crystal Palace nhiều hơn. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.